Tiếp theo là chúng ta sẽ mở cái này ra. À, toàn mà dân đo hạ bỏ dân đặt rung cà phê bia mình nhé. Đo hạ nâng trên máu. Cho hãy cắt cái sợi bên ngoài vợi này đi. Cái dân cắt đặt bỏ dân cà phê nó kèo cho nâng trên tới. Cắt đặt off nữa. Cái này cái kìm nó cũng tốt. Chúng ta sẽ xé nó ra. Chú nói chú nó xuống hết như này. Tách đều. Rõng nhé. Sao nó chấm thành đều được. Nhưng hai là đóng chênh tới. Xé thật đều ra, xé hết những cái miếng cái đan này vào với nhau. Chứ nhưng hay mấy hay ở smile không nhiều đó. Sao tản đều nó ra. Chứ hay ở smile sạch chẳng đó. Mình kéo ngược như thế này. Và chúng ta kiểm tra là phải được giảm đều. Ta sẽ cắt cái bên trong đi. Giống như cắt nó chính. Cái loại này nó hơi khó khăn. Chúng ta lạch cái phần đầu một chút cho nó dễ bong. Cái như cả là cái ba bên tính bao đồng bày thì bó. Cái này làm thì rất cẩn thận của nó vào tay. Nắng phơ sổ búa lắm giặt một tay. Nó có hai loại feeder ấy, có cái loại mà vỏ cái lõi của nó rất rất dễ bóc, nhưng cái loại này hơi khó bóc một chút thì chúng ta sẽ lạch như thế. Vì một phê chạm của phê mới thích sổ bỏ chân nàng đang hình chạm bỏ. Thì chúng ta khi chúng ta bóc ra nó sẽ như thế này. Nó đập phê chứ bỏ chân nhỏ hay gương là sao đôi lúc kịp nàng trắng. Đây là cái linh kiện tiếp theo chúng ta sẽ lắp vào. Nhưng to một con vật tuộm đây dương thử đã biến chỗ luôn. Thì chúng ta sẽ đưa cái đầu này vào, cái đầu này vào trong cái sau này. Thế nhưng đã ta hiện với anh tu chẳng thích cả cơ quan của nó. Vật tù. Cái đầu của nó tè. Kìm nó không tốt. Rồi. Và chúng ta sẽ ấn mạnh nó vào. Như ấn thật chặt sao cho là cái chỗ này mép này nó khép kín luôn, thì thông thường chúng ta ấy ấn bằng tay là được. Chẳng hạn nó cứ cọt ở nãy nó bay ở bên chỗ rồi nãy nó đang hay đang dương rồi nhìn tay bàn này. Mọi người nhìn thấy chưa? Thì cái bước tiếp theo mình sẽ cắt toàn bộ cái lưới bên ngoài đi. Chẳng tò mò cứ dương cắt. Thì chúng ta sẽ cắt đúng cái phía này nhá. Cái khe dao của chúng ta sẽ đặt đây này. Ở đây cắt ở smart à lơ lửng lửng lắm á. Tại
ta cắt xong ấy thì nó sẽ đều như này, nó săn phải thật là đều. Và mọi người nhìn thấy là cái những cái sợi ngoài nó không được vượt quá cái mép này. Chẳng là sai nó khéo đó là đói hút vì à là nhìn đói vì mấy chân đó. Đó, rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ đo cái kim này để chúng ta cắt cái lõi cắm vào kim vào. Chẳng là mình mà chôn môi cái dừng đạm chôn lông hoa thôi chỉ khá đó đâm bây giờ cắt mà vẫn nắng đó. Thì cái cách chúng ta đặt kim ấy thì chúng ta sẽ đặt lên ngoài này chứ không đặt như này nhé. Đặt này là sai này. Chắc những đã chôn lên đã còn đã kháng cáo với đã đóng đó. Phải đặt nơi này mới đúng này. Chắc những còn đã bị mấy hai còn đã kỳ là đang bây đại hiện liền bằng tinh máu mình đã luôn miền tình nồng miền tình nhớ. Đấy là đặt tên bên cái mép ngoài nhé. Ngày tinh máu mà nó. Rồi. Thì chúng ta đặt bên ngoài này. Thì ta nhìn này, trên cái kim thì nó sẽ có một cái kẽ, một khe, khe nhỏ này, nhìn thấy không? Đó. Cái này mà chôn nó miên nó bảo hào nó tích nó nặng. Đấy, cái kẽ. Thì chúng ta sẽ cắt cái kim này đúng bằng cái kẽ này, tức là đến đây là vừa. Đây là nó miên là bảo hào, mình chôn nó nặng, nó nhìn cắt, chôn nó ngồi smile, cắt nó smile vậy nặng. Chúng ta sẽ giữ cái kim này, giữ cái này đây và chúng ta sẽ dùng dao để chúng ta đánh dấu. Chúng ta sẽ cắt đúng vị trí này. Đúng vị trí cái mép. Cái dân cắt ta mà lấy là dân mạc về nó. Chúng ta thả kim xuống ra cắt. Ta đánh dấu. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cắt theo cái dấu cắt đấy. Còn mỗi dân cắt ta tam là dân lại mạc hao. Dân cắt ta mạc lại nữa. Thì cái cách cắt chúng ta cắt như sau. Chúng ta đưa kìm vào. Cái cắt dân đã cặp cặp chỗ tới từ dân. Mũi kìm đúng cái vị trí mà chúng ta vừa đánh dấu. Đã trở lại để dừng mạc mềm mà nhé. Khi đó chúng ta cắt tròn. Chúng ta vừa nhấp vừa cắt. Tức là chúng ta sẽ làm như này này. Xoay đều xung quanh. Hay những cặp tình đoan chung với những máu. Chứ chúng ta không cả bấm buộc một cái là đứt ngay. Mùa dừng ở đó dừng cắt mà phấn đặt món đấy. Ở đấy nó cứ dừng tình đoan xoay chung với những bàn chung với nhé. Nếu mà chúng ta cắt buộc một cái mà đứt luôn ấy thì nó sẽ làm méo cái đầu cắt. Cho bao giờ cắt mà to lại đai cho món chân viên nó bật một vì chân ở rồi. Sẽ không thể cắm được cái kim này vào hoặc cắm vào thì sẽ không tốt. Hay đập bên chân ấy cơ dương bà đau đầm chỗ lưng chỗ đấy đập bên chân cứ đầu chỗ đai bờ chỗ lấy còn tay bị ở rồi. Cái kim này rất dễ gãy. Nên nếu mà cái đầu mà chúng ta làm không tốt mà chúng ta cố tình cắm vào nó khó cắm, có cố tình cắm vào nó sẽ làm gãy cái kim. Chẳng hạn mà chôn nước viên sruôi nghe sruôi là bả chẳng là bê chẳng thôi bà lo tới chẳng chẳng là bà khom miên rộng chôn chẳng ai bạn chôn nữa á. Mà nếu mà gãy cái kim này thì chúng ta không có cái gì thay thế đâu. Chẳng mà dương bà mà chôn là ngay dương ăn miên này phạc đồ viên thế nào. Chỉ cả một cái tuyến 6.000 đô la là sẽ bị dừng lại không làm được gì nữa. Ờ chẳng làm linh dương ạp cùng mùi bòn là lan nó còn ai thư ấy và to tiên ba này là sao bà năng mùi. Rồi tôi sẽ hướng dẫn tiếp cái cách cắt nha. Là cắt nó như cắt mà ập đo âm tịch đoàn tim đai chung vinh nhé. Kim này nó bén. Do cái đầu cắt này bao giờ nó cũng sẽ to hơn cái mình. Cái phần này gọi là phần đầu nhé. Đầu của cái nõi. Còn cái này, phần này gọi là phần mình. Chẳng là tụi bây giờ cắt hai thôi. Vì dạng lá và gạt ba biết không nhìn luôn. Nhìn tình trạng hiện tại mà chẳng dương vô đánh hạp lắm. Cho nên là khi cắt xong thì chúng ta sẽ rũa cái đầu cho nó nhỏ lại. Nguyên tắc rũ ấy làm sao cho tất cả bốn xung quanh ấy cái đầu nó thành nhỏ hơn cái mình, không bị chỗ nào to hơn cái mình. Chúng chẳng là phê dân rũ viên là rũ từ mấy ở cái ba viên là tu chuyện khuôn vi ạ. Quá phê ở hiện tu chuyện khuôn vi ạ cho ở không chưa được mà ấy chẳng hiện tu chuyện khuôn vi. Thế như thế là đạt rồi. Thế nào? Bây giờ có thơm và nắng ok rồi. Chẳng hiện tu chuyện rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cắm kim vào. Đây là phê nếu như quá các bạn nhìn thấy đây này. Quá hay dừng lên.
tức là cái kim nó không được vượt quá cái mép của cái kim. Mà chôn vào cho mình bà hào mà cắt mấy mà bà hào nó là chẳng mà mình chẳng nó cắt mấy cả đó là bà bà đồ bà phí đỡ nó về chia ngàm bà hào bà hào chôn lắng hết á. Nhưng mà chúng ta đo chúng ta thấy chuẩn rồi chúng ta phải khám tim. Bây giờ qua mà đo tim thôi là trâu thôi, ok hay nhưng bạn dừng đo một chỗ một chỗ. Thì thao tác cắm tim thì sẽ phải cắm như sau. Tay này phải đỡ như này. Rồi hay là bây cắm đo một chỗ nhưng thử được là sao? Còn hai cái đầu trên của tay này này, chỉ để đẩy nó xuống. À mà riêng phi mấy tay hay là chỗ tay nó đẹp. Đôi chỗ. Nếu mà chúng ta mà cầm như này chúng ta cắm vào ấy nó sẽ có thể làm gãy kim. Cho bà dân đi tầm đó chứ những bị ai thời dân bắt chỗ bà dân không rung thôi chúng ta tầm đó á. Nó có thể làm gãy nếu như mà chúng ta cắm lệch tay cái là gãy ngay. Bà dân nên lưu tay mình tích đưa về bắt chỗ. Để tránh cái lệch tay như thế mà cắm chuẩn thì chúng ta phải thao tác có phải đúng như thế này. Chứ mà bây mọi bạn chỗ cứ thôi còn chứ cứ tay. À đây mấy tay cho chỗ tay nó căn một chỗ là pi tiếp tục hoàn hồi. Và chúng ta cắm vào. Đây kim là được cắm ở bên trong tốt. Trong tòa máu mà chôn lớn ban đau đầu mũi cái này tờ đau đầu mũi đồ thì đờ nó rồi. Đây là cái thứ cái đây là cái linh kiện thứ 7. Nó cái chỗ con thì cũng quấn. Chúng ta cái cắm vào đây. Điểm đã biến chôn tới như thế này. Cắm vào tầm cái lẹ nó biết đó. Anh nhìn thấy hai đầu nó giống nhau, cắm đầu nào vào đâu được. Dạ, nó đã khăng na chôn môn của ba này, khăng na ba chôn của ba này, tự tôi của ba này. Sau đó chúng ta đẩy các cái linh kiện này lên. Đó mà dừng rồi, nó có co lắm. Cho nên dừng đạp chôn bị môn móc, là mà lớn. Và chúng ta cắm cái đầu này vào. Đây, dừng đạp vào này, tớ nó chôn máu. Chúng ta đẩy cái đầu này hết cỡ về đây, xong chúng ta đẩy đầu này lên, chúng ta vặn lại. Chứ dừng rồi, nhờ to cái lại, vì ở cái lẹ vì hết, dừng mua đi bị chôn. Thì tuy nhiên trước khi tôi bạn vào tôi sẽ giải thích chức năng của từng thứ một trong đây. Môn đang quạt vào chỗ là qua này tên đang quạt ra bị tuần ti bọc bà con mùi mùi nữa. Ở đây á thì các bạn thấy là cái này á và cái này á là hai cái nó bắt vào nhau là hai cái linh kiện chính. Nó sẽ bắt vào như này. Qua thông sóng khá đang viên là mùi chỗ kia. Ở đây là những linh kiện trung gian tiếp xúc. Đang đưa chia bỏ. Phần này là phần giữ về cơ học. Thì cái chúng ta làm như sau. Khi mà chúng ta vặn như này này thì cái này, cái rong này nó sẽ chuyển động tĩnh tiến chứ nó không xoay. Bây giờ mua dân rồi mình ra tới chẳng à rong nó bị ọt vơ lề chẳng bị tầm rong tĩnh rong tĩnh. Thì khi mà cái đầu này mà chúng ta nắp sâu vào đấy như này nó sẽ như thế này và cái đầu này chúng ta vặn lên nó sẽ như thế này, nó cứ thế nó tĩnh tiến lên. Bây giờ tới bây giờ đã qua này tới chỗ dân mua chỗ đó thì đối đồng đường chân tầm non tịnh chẳng tới. Nó sẽ ép cái đầu của cao su non này phình ra, cái cao su non này bị ép lại. Thì chẳng tới là con cao su muối nó đang tui tới và bây kịp nó. Nó ép lại để nó tạo ra một cái lực là kẹp giữa cái connector với lại cả chính cái vỏ feeder này chắc chắn. Đầm bây cho nó cứ rồi đàn chân tới đầm bây kịp vào connector cho mua cái tôi vì nó ngồi kịp đã chọn nó nắng. Như vậy cái rong cao su này rất quan trọng. Hay rong cao su nó cứ cũng khăn này. Nếu không có cái này á thì khi chúng ta lắp vào xong mà thiếu cái này á thì lắp xong chúng ta có thể nhẹ tay cầm kéo feeder tuột ra khỏi đầu connector này được. Chứ mà sẽ làm việc đang cái những cái dùng cái ai bộ trình bán á. Còn nếu mà có cái này này thì khi mà chúng ta lắp vào chúng ta vặn vào xong hai người cầm lôi ra không lôi nổi. Nó phê đây dương đạp tìm con chôn mọi là mình cái xu nó tôi bị đẹp tiên trên con bột này. Thì chúng ta đã hiểu chưa? Nếu như không có cái này thì sao? Thì cái này vặn đi như này này, nó sẽ làm rách cái cao su nó. Bởi sao là mình à con mùi rong mùi và tọp vì cao su nó tế dương đang đi viêm bảy ớt. Và mình đang tế à dương mùi việc khối mà mùi ta mùi ta vì nó đạch à rong cái ta rong chôn nó rong su nó. Vì vợ tam ta vì nó đạch. Chắc mà cái đạch nó cà phê mùi tiết đồng bầy ấy mà vì vợ lấy đạch à thì còn cái chỗ này là cái cơ cấu giữ đầu connector và kẹp tiếp mát. Hay là nó cứ lại nó cũng nên xài mát hay nó tiếp bằng connector. Cái dây sợi này, cái sợi lưới bên ngoài này này chính là cái tiếp địa. Tiếp địa feeder. Tiếp đất đi. Mà cho ngài ta xài tui nó cứ chia mặt bỏ feeder. Rồi. Thế còn cái chức năng của cái này là gì?
cái chức năng của cái này á, để nó đỡ cái kim sao cho khi cắm vào cái lỗ trong này nó không bị lệch. Chẳng à, đây là chức năng này. Snow định nó cứ mẹp tao chỗ nó rồi ơi biết tao chọn cái đá mong vì ở chặt chiên này á, đã tao biết tao cái đá mong làm chôn lắm á. Không có cái này á thì không thể nào cắm kim vào cái kim không thể đứng vững bên trong được. Chẳng mà sao là miền đang tục tê chẳng tao về tục chỗ có việc ai nó đang trong connector đang ba này. Còn cái kim này có chức năng làm gì? Cái chức năng của kim này là dùng để dẫn tín hiệu, nó rất là quan trọng. Chẳng hạn mà chỗ lớn dù miền tuần thì khá nát cứ mẹp chung thì nó tự. Nó làm bằng bạc ấy, cho nên là rất dễ gãy. Hay đang thơ bị phạm, chẳng ấy vì nghi xua là bạc bay chứ. Cho nên cái thao tác rất cẩn thận. Cho nên thôi anh muốn tôi phải chặt lên tên. Khi chúng ta tháo ra khỏi hộp thì chúng ta phải để trên một chỗ cao để không ai dẫm lên cái kim này được. Nó bây giờ tao phải chơi thì bỏ với những đá viên nó lại phụ. Thế nhưng mà nó tập bạc qua viên đó lắm, mà bạc viên thì bác làm tròn này chẳng bạn. Và cái kim luôn được giữ sạch sẽ. Chứ làm chỗ nó cứ trên đây ca cứ để tôi nó lại nó sạch, để tôi sạch. Để đảm bảo dẫn tín hiệu tốt. Đầm bay ấy, nó thì nó đi đây lò. Chúng ta mà không làm tốt cái kim này thì khi đó là cái tuyến nó ra chập chờn thì tín hiệu nó tiếp xúc kém. Chẳng bao giờ thôi à, mà chỗ nó ọt lò đi, chẳng lịch bao giờ nó lan trọng, lan trọng. Rồi thì đúng cơ cấu như này nhá. Chẳng là không có liên là ấy. Bây giờ chúng ta sẽ lắp vào. Khi chúng ta lắp vào ấy, thì cái đầu kim nó phải gần bằng với cái mặt ngoài này. Chứ là bây giờ như đã chôn tới à, mình chôn nó về trên nó về chất ma năng à và hào nó chỉ thấp hơn khoảng một gần một phân thôi. Chứ là bây giờ cứ kim hai cái chất mà xong này đấy. 1mm đấy. 1mm để tao xong này đấy. Sau đó khi mà chúng ta phải giữ chắc cái này nhá, cái đầu này không được xoay. Chứ là qua cả mục nó giọt ăn mua bán đấy nè, những tục vi ấy. Tuyệt đối không được xoay cái đầu này nhá, mà chỉ xoay cái này thôi. Đại khá là khoa là một cái mua lên cái gì mua đã cào thế. Cái này phải giữ chắc này. À, khá mốc nhưng ta tục biệt rồi nấm. Cái này chúng ta quay vào này. Hay bị cào nhưng mua lên chỗ. Thì chúng ta quay cứt tay rồi, chặt tay rồi thì chúng ta phải dùng cũng công cụ. Chắc là bây giờ dương mua xăng mọi đời tay hay cứ dương chặt đam ra sao là mình mua lên nó. Một thứ giữ như này. Mua là mày tốt. Phải nhắc lại là cái này không được quay. Nhưng mà khoảng lập nó tiết là hàng mục nó cứ đánh khát là ai mua thế. Các bạn mà quay cái to này nó sẽ hỏng hết cái cơ cấu bên trong. Cho bà xanh mua lạc qua mục không lắm cứ viên nâng khô chảo của có đường xong của viên nâng khô nóng nắng á. Thì chúng ta sẽ vặn vào. Cước tay. Nhưng mà tăng đai tích bàn này, mà tăng đai. Chặt chắc chắn là vừa. Ok, mà tăng đáy mơ mồm là chọp ấy nhưng ok. Thì bây giờ chúng ta đã hoàn thiện cái bước thứ nhất là bước làm đầu connector. Chúng dương ban tầm đại cho cả nghiệp để dương thuộc ban connector. Bây giờ chúng ta sẽ đo cái tiếp cái việc mà làm đầu connector của mình có tốt hay không. Mà tòa mà dương vua hát ban connector là dương thơ vì là ọt. Để đảm bảo nó không bị chập mạch. Đầm bay mà bị chlong cho đón á. Là chập giữa cái lõi là cái kim này và cái vỏ là mát. Đó chẳng là cái vỏ hàng khác cứ mai ra bè không nóng nắng. Cứ chỉ chôn nắng bị ọt thờ chlong nha đây vì nào. Để chúng ta bật đồng hồ nên chúng ta vặn đúng cái thang để đo. Chứ nhưng bò nó chập mạch. Nên là cái đạn nó là anh bì rồi nhưng bò ôm á. Đấy thì chúng ta thấy là nếu mà chập thì chúng ta sẽ nghe tiếng tít tít tít. Bà chlong cứ viên miên xùm lên sẽ tít tít đây bà chlong bị ọt lư xùm lên nè. Còn nếu mà không chập mạch, thí dụ như này chẳng hạn, thì khi chúng ta đo thì chúng ta sẽ thấy nó không bị chập. Nên bà sân chưa ọt bị ọt chlong cho đó nên chẳng qua hàm miên lư xùm lên nhảy đi. Còn thế này là chập này. Bà lư xùm lên miên bị ọt chlong. Thì chúng ta phải đảm bảo là giữa lõi và vỏ không được chập với nhau. Chẳng như thế này chú bác cứ bà nhà cứ dùm bỏ hay năng à đọc bà đồ không ngờ ở trời chlong kia đi. Đo trên vỏ là bê dương này. Dương vô hạt bỏ viên qua viên nắng bằng này tớ viên lưu dùng lên chứ viên này bị chlong. Đo lõi này. Chẳng dương vô hạt bà đồ viên ạ. Đang bị chập. Ở lỡ gỗ vô hạt bê dương vô hạt không phải chlong. Xem cái này. Bởi vì là do cái đầu còn lại của feeder là chúng ta đang bị để chập giữa vỏ với lõi. Đói xa, chlong là xa cả hạt mạng kim viên nó bị chlong. Mùi nó ngập bật đồ. Thì chúng ta chắc chắn là vỏ không chập với lõi rồi. Thì chúng ta sẽ thử lại. Chứ những quạt nó tiền mắt là phải bị lên chlong ấy. Vừa bị chlong là xa cả hạt mạng kim viên nó bị chlong.
Bởi vì khi thử ở đây là chúng ta phải đảm bảo hai đầu không bị chập. Đây chúng ta thử lại này. Đó là những quả xa thầm mày làm mấy. Tốt rồi. Chẳng là ai vui, à lý lý dùm đến thế hay vì ạ chắc lòng này, chẳng là vì là ai. Ok. Ok. Rồi, đấy là toàn bộ cái quá trình làm đầu connector Y. Bây giờ chúng ta sẽ còn một cái đầu connector nữa là được connector N. Thì chúng ta sẽ sang cái đường tiếp theo. Chẳng như ban xong ra giờ càng nghe qua connector Y, gọi Y2. Đang muốn thiết qua connector L. Ok, chốt.